cơ quan công an thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện, làm rõ nhóm đối tượng thuê nhà để thực hiện việc quay các clip sex. Trong nhóm 6 đối tượng bị bắt thì có 5 nghi phạm người Trung Quốc gồm Trương Tuệ Mẫn 38 tuổi, Phương Tuấn Kiệt 33 tuổi, Tưởng Đăng Quân, Lưu Tiểu Duy cùng 30 tuổi, Đới Hồng Hy 22 tuổi, nhập cảnh Việt Nam theo visa du lịch từ 7 tháng trước. Đối tượng Sầm Thị Sen 24 tuổi, trú Gia Lai, được Mẫn thuê làm phiên dịch và sau đó trở thành người tình của hắn. Là người trực tiếp chỉ đạo phá án hôm 13 tháng 9, Đại tá Trần Mương, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết trên Netred. Nghi có hoạt động mờ ám trong căn nhà nhưng công an không thể khám xét vì chưa có chứng cứ. Sau nhiều ngày mật phục, cảnh sát có thông tin về hoạt động quay clip sex để phát trên mạng xã hội Trung Quốc của 6 người trú tại căn nhà. Nút thắt của vụ án được mở khi một bé gái 15 tuổi cho biết đã bị nhóm này dụ dỗ, bắt đóng cảnh nóng và ép quan hệ tình dục. Nhưng phải sau nhiều lần công an cam kết bảo mật danh tính, cô bé và người nhà mới đồng ý hợp tác, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng nói. Khi cảnh sát vào căn nhà, 6 đối tượng lập tức bị khống chế, cách ly. Hiện trường quay clip sex của các đối tượng người Trung Quốc. Ảnh báo ca thành phố Đà Nẵng. Đại cá Mưu đã gọi điện thoại trực tiếp cho Thiếu tướng Vũ Xuân Diên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, để xin lệnh bắt khẩn cấp. Đại tá Mưu cho biết thêm, tại hiện trường, để tránh bị các nghi phạm và đồng phạm xóa phi tang từ xa nên các thiết bị đã nhanh chóng được trích xuất dữ liệu, thông tin ngay tại chỗ. Nếu bị phi tang, lúc đó, công an phải chào thua, ông Mưu nói. Trong sáng 23 tháng 9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Quỳnh Đức Thơ cũng đã có buổi biểu dương, trao thưởng 30 triệu đồng cho các đơn vị thuộc Công an thành phố Đà Nẵng về thành tích làm rõ nhóm đối tượng người Trung Quốc vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Nhóm 5 đối tượng người Trung Quốc và Sầm Thị Sen. Đại tá Trần Mưu cho biết trên báo Tiền Phong, các đối tượng có tổ chức, thiết bị chuyên nghiệp và hành vi phạm tội nghiêm trọng nên công an thành phố sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, không cho trục xuất về nước. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ thêm các hành vi của nhóm đối tượng này trong việc sản xuất và phát tán văn hóa đồi trụy. Trước đó, tối 14 tháng 9, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra ngôi nhà 4 tầng mà nhóm này đang lưu trú. Kiểm tra máy móc, trang thiết bị của số người này, lực lượng công an phát hiện nhiều hình ảnh, video đồi trụy đang được họ phát tán lên mạng. Bước đầu, cơ quan công an xác định có ít nhất 4 cô gái đã bị lôi kéo, dụ dỗ vào đường dây sản xuất clip sex nói trên. Trong số này có ca, giờ, mới 15 tuổi 3 tháng. Cả 5 đối tượng người Trung Quốc và đồng phạm Sen bị công an bắt khẩn cấp và tạm giam 6 người để điều tra về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Hành trình xóa sổ động sex của nhóm người Trung Quốc tại Đà Nẵng. Tổng hợp.